Đây là những cái viên sapphire tiêu biểu trong cái video này. Anh chị ấy đón xem lô sapphire vàng mới về phục vụ cho anh chị nhá. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhá. Chào mừng anh em đến với cái video ngắn của ngày hôm nay. Thì tôi chuẩn bị một số viên đá sapphire vừa mới nhập về để phục vụ cho anh chị. Tôi tiện tôi quay luôn để cho chị xem cùng một cái nhận sapphire vàng là xong nhá. Bây giờ rất là ngắn thôi, có khoảng vài phút thôi. Buổi tối hôm nay thì sẽ quay một số cái loạt sapphire mới và ruby mới mới nhập về để cho anh chị xem trước khi tôi sẽ đăng cái website. Ok, mời anh chị đón xem. Tôi là Tài Phạm, kênh vàng Tài Phạm. Anh chị ấy chia sẻ hoặc là đăng ký kênh để phục vụ nhu cầu là tìm những viên đá mới cho anh chị. Sản phẩm đầu tiên giới thiệu anh chị là một cái nhẫn sapphire vàng có đính 4 viên, 3 viên tấm ở hai bên là 6 viên, thân bằng vàng trắng. Chúng ta sẽ có cái vàng là 18K750 vàng trắng anh chị nhé. Đây là một cái nhẫn sapphire nhỏ dành cho nữ. Chúng ta nhìn thấy cái này nghĩa là đồng nghĩa đây là tem kiểm định nhé. Đây là kiểm định của nó, sợi vàng tự nhiên và được kết kim cương tự nhiên. Sản phẩm này thì rất là gọn gàng, thanh thoát, phục vụ cho anh chị nào mà có cái bàn tay thun búp măng thì đeo cái này rất là đẹp, gọn gàng lắm. Và kim cương tự nhiên thì rất là sáng. Trên cái video này chúng ta nhìn thấy cái chất sáng nó thì hơi khó một chút thôi. Và màu sắc thì vẫn ok. Đây, lên mẫu tay mẫu nam xem thế nào, đây nhẫn nữ mà. Hiện tại bây giờ nhân viên văn phòng mà chưa có em gái xinh gái nào cả. Nên là chúng ta tạm thời phải sử dụng mẫu nam đeo nhẫn nữ nhá. Rồi, đến với sản phẩm thứ hai thì đây là một bộ ba sapphire vàng. Tôi đang quay ngang thớ đá để cho anh chị xem độ phản chiếu của ánh sáng. Đây là những viên đá rất là đẹp. Thì trong ba viên đá này thì viên đá anh chị đang xem là viên đá lớn nhất và độ sáng tốt nhất, độ phản chiếu ánh sáng cao nhất. Nó nặng cũng là nặng nhất, lớn nhất. Khối lượng của viên đá vàng nó liên quan đến số 6. Đấy, rất là hay. Cân cân viên đá vàng cho bạn xem là được mấy carat. Anh em đợi chút tôi sẽ báo cân cho anh chị nhé. Đây là trên tay tôi thì viên đá này nó to hơn viên đá chủ của tôi. 6,75 carat, khối lượng 6K75, cũng khá là lớn đó viên đá này. Cái mặt phát sáng của nó thì anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ thấy là độ trong suốt rất là cao, nhìn xuyên qua luôn. Và tất nhiên sapphire vàng thì thông thường sẽ xử lý nhiệt rồi, cái đấy là một trong những cái xử lý thông thường và được chấp nhận trên sapphire vàng. Cũng như những hàng cao cấp, hàng sapphire xanh của Sri Lanka, những viên cả lên cả tỷ bạc thì vẫn có xử lý nhiệt anh chị nhá. Chúng ta không nặng nề gì quá đấy, vẫn sẽ được xử lý nhiệt cả, tại vì bản chất của nó vẫn vậy thôi. Nó chỉ bỏ được những cái thứ mà không tinh sạch trong sản phẩm thôi. Và chúng ta sẽ thấy viên đá tiếp theo cùng bộ viên đá đầu tiên, nó là một cặp. Viên đá này thì hơn 4 carat. Cũng rất là rực rỡ anh chị ạ. Sapphire vàng thì anh chị biết rồi, những cái sản phẩm thông thường thì bán với giá 8 triệu một carat. Cứ cân nhân lên tính tiền thôi, không có gì là giấu giếm cả. Và tất nhiên là giá cả của nó thì tôi công khai trên website và rất nhiều anh chị là chưa biết đến website hoặc là chưa hiểu website là như thế nào thì
Anh chị thấy là dưới màn hình đang chạy một cái đường dẫn vào website http 2.tahigem.vn. Anh chị vào thẳng website đó để xem thông tin về sản phẩm nhá. Về cân nặng, khối lượng, kích thước. Và rất cảm ơn anh chị đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua, và rất hy vọng là chúng tôi có đủ sức khỏe và thời gian để đưa những sản phẩm đẹp nhất phục vụ đến anh chị. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ rất nhiều. Và anh chị nào mà lần đầu tiên xem được video này thì có thể vào đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh và chọn chế độ ưu tiên. Một video mới nó vào anh chị nó gọi vào đầu tiên. Rồi xin chào và tạm biệt. Ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhá.